Câu chuyện cuối tuần. Bà con và các bạn thân mến, một cuộc điều tra xã hội học được Bộ Y tế công bố trong năm 2022 cho thấy có đến 64% nam giới và 10% nữ giới ở nước ta uống rượu bia. Những người nhậu say quá đà hay bị nghiện rượu bia thì gây ra biết bao hệ lụy cho gia đình và xã hội. Dù hệ lụy của rượu bia được nói đến nhiều nhưng tốc độ tiêu thụ rượu bia ở nước ta vẫn tăng nhanh qua các năm, bất chấp những cảnh báo. Do vậy, đã đến lúc phải thay đổi tâm lý, quan niệm để sử dụng rượu bia một cách đúng bực hợp lý. Cần ứng xử với rượu bia bằng văn hóa lạnh mạnh, thay vì làm dụng chúng và gây ra những hậu quả khôn lường. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Câu chuyện cuối tuần kỳ này của Đà Nẵng Radio với tiểu phẩm mang tựa đề Ma Men. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Cuối tuần này, cô chú Sáu Châm tranh thủ dọn dẹp lại khoảng sân vườn của quán cà phê nhà mình. Vừa làm, chú Sáu Châm vừa tranh thủ nhắc lại chuyện với nói với cô Sáu hôm qua. Này bà Sáu, Chị. mình có cái thiệp mời đi ăn đám cưới trưa nay. Hey, Bà nhớ đi chứ không khéo là lu bu công việc đó à, là quay luôn đó hỉ. Rồi rồi, tôi nhớ rồi. Ông cứ đi bay nhắc miết rứa, tôi muốn quay cũng khó. Rứa mà nhiều lúc á, tôi thấy bà cũng lãng dễ sợ. Mua đồ á rồi để quay luôn ở ngoài chợ. Thì à, nhiều thứ phải lo nghĩ, lắm lúc tôi cũng à, nhớ nhớ quay quay chứ ông. Mà ai như mấy ông quên cái chuyện chi chứ có một chuyện là nhất định không chịu quên để cho mấy bà vợ bà được nhờ ủa chuyện chi hai đứa bà ờ à, thì cái chuyện nhậu chứ chi <laughs> đó đó bà lại kiếm cớ cà khịa tu với chi chứ không phải hả à. mưa ngập đường ngập xá rứa mà đi ngon qua mấy quán nhậu cũng thấy có mấy ông ngồi cùng ly hề hey, lỡ họ có cái cuộc hẹn quan trọng chi đó thì ra bà? Hẹn hò chi chứ Ưa nhậu thì cả trăm lý do để mời nhậu Mưa buồn cũng nhậu Hững nắng lên vui vui cũng nhậu Mừng cái mồng một đầu tháng cũng ngồi lại cùng ly Rồi đến cuối tháng lấy cớ này cớ nọ cũng cùng ly Thôi bà cứ nói quá À nhắc mới nhớ Cuối tháng này tôi cũng có cái hẹn với mấy ông bạn đó nghe Tôi thu xếp công việc Ngầu với mấy ông một bữa thoải mái nghe bà Rồi lại cái bài ca không say không về chứ chí Tôi là tôi mệt cái khoảng chờ ông đi nhậu về lắm rồi nghe Cô Sáu Trâm đang nói đến đó Thì ngoài ngõ có tiếng xe máy của cô Tám Hước Dắt xe vào trong quán Nhìn thấy khoảng sân vườn sạch sẽ Cây cối được cắt tỉa gọn gàng Cô Tám Hước mau miệng khen cho anh chị Sáu Công nhận Nay á, anh Sáu lên tay nghề ghê nghe. Ủa cô Tám à dạ. Lên tay nghề chi đó cô Thì à, nghề làm vườn đó anh <laughs> Ôi trời Vườn được chi Mô Có mấy cái chậu cây Tôi cắt tỉa lại cho nó gọn gàng đó mà Nè nè Cô cứ khen rứa ổng lại tìm có đòi hỏi này nọ với tôi nữa đó <laughs> Có rứa luôn hả chị Sáu <laughs> Mà cứ nói rứa Chứ tôi á, đòi hỏi chi Mô có cái hẹn bữa nhậu với mấy ông bạn á, mà bà cứ chưa cho đây này cô Tám Chưa cho, ông làm như tôi cấm cản ông đi mà được á hả à? Thì bà không cấm không cản mà mặt nặng mày nhẹ như rứa thì ai dám đi chứ Thôi thôi chị, lâu lâu á để ảnh ngồi cùng ly với anh em, bạn bè nhâm nhi tí cho ông vui chị Không dám lâu lâu mô cô ơi Ủa, chứ không phải lâu rồi ảnh chưa gặp bạn bè thì à, lâu cỡ à, vài ngày không gặp đó cô. ôi trời. đầu tháng gặp rồi đến cuối tháng gặp lại, chưa à, tính mấy bạn ông nhậu lai ra giữa tháng nữa. Ừ, mệt bà quá đi. cứ nhắc tới cái chuyện nhậu nhạc của tôi là bà cứ ca cái bà ca không quen, bà cầm ra miết nghe bắt mệt. thì à, ông với mấy ông bạn của ông thử quen ới nhau nhậu mấy ngày, mấy tháng luôn đi. Rồi coi tôi với mấy bà vợ của mấy ổng có thèm ca cái bài ca không quay nữa không chứ. Nói đi nói lại, cũng chỉ là bà muốn tôi hủy cái kèo nhậu cuối tháng này phải không? Hủy được thì càng tốt chứ rắn. Hề, hey, nói kiểu như bà, rồi tôi mất hết bạn bè, chứ hữu. Họ quý mình thì mới rủ mình nhậu chứ, phải không cô Tám? À, dạ, nhưng mà cũng là mấy mối quen thân của anh hả? Thì rứa đó cô, phải chỗ thâm tình tôi mới cùng nhậu. Chứ có phải xã giao quen biết sơ sơ chi muốn Mà hẹn mỗi lần tôi có cuộc nhậu với mấy ông bạn Là bà Sáu là bà cứ câu có bà khó chịu nữa đó Cứ biểu là tôi câu có khó chịu Mà ông không tự hỏi vì răng tôi lại như rứa Ông nhắc tới mấy cái ông bạn quý hóa của ông Mà cái kiểu chi chơi quý nhau rồi ới nhau nhậu Nhậu không có chừng mực cho say tới bờ tới bánh không biết đường về nhà thì tôi cũng ơn lắm mà Ai nhậu kinh rứa luôn hả anh sao thì cũng có vài bạn như đó thôi cô mà cục nhậu mua tôi cũng về tới nhà chứ có xin nhê gì mô mà bà cứ nói quá ừ là tôi ưa nuốt quá đó là tôi khó chịu á không muốn cho ông nhậu nhạt nữa được chưa trời ơi trời tự nhiên là đố quạo với tôi chi đó bà khổ tôi ghê á cô Tám nè dạ thì à, thực ra thì chị Sáu cũng lo cho anh thôi Nay á, anh không thấy cảnh sát giao thông Họ cũng phạt nghiêm mấy cái vụ nhậu nhạt Rồi lái xe Chiều chiều á Mấy ông cứ lên xe đi nhậu về Rồi có biết là vợ con ở nhà lo lắng cỡ mô không chứ Nay tôi cũng tiến bộ rồi cô Tám ơi Nhậu nhẹt là tôi gọi xe Grab họ chở đi Chứ có tự lái xe nữa mô Ủa ngon đó hả anh ừ. Rứa thì à, có chi mà chị ngại chị Sáu không cho ảnh đi nhậu chứ nói như cô á ổng cứ bút grab đi là tôi vui vẻ cho ông nhậu thoải mái hả thì chứ không phải chỉ lo ảnh đi xe máy rồi nhậu nhẹt vô bị công an phạt tiền giam xe cái đó thì cũng một phần thôi tôi lo là lo cho sức khỏe của ổng á nay lớn tuổi rồi người ngó rửa thôi chứ mà chủ quan nhậu nhẹt cứ tống thả ga bia rượu vô trong người á rồi không may đổ bệnh ra thì khổ lắm cô ơi. À, à thì tôi nhậu cũng có chừng thôi. Mà bạn bè gặp nhau, có ly bia cùng với nhau vô vô, nó mới có khí thế cho bà. À, kiểu như là không có ly bia, chén rượu, thì gặp gỡ nói chuyện nó nhạt nhẽo hả anh sao? Chứ không phải à cô. Nay thì tiệc tùng, gặp gỡ, hay bàn bạc công to việc lớn chi, mà sau đó không có ly bia, chén rượu chúc mừng cho khí thế chứ. Mà rượu vào thì lời ra Có tí bia rượu nhấp môi Cục vui mới thoải mái khi thế được Chờ, đúng cái kiểu lý luận Của mấy ông ưa nhậu hì Bà bà cứ nói rứa Trên này cánh chị em nhiều người cũng ưa nhậu Mà uống cũng kinh lắm nghe Chờ, rồi Rứa bữa mô tôi với chị Sáu nghe Mình cũng thử đi nhấp môi Bữa ngày chị Sáu Coi cụm ly vô vô Nó có cỡ mô hà Thôi thôi tôi không có ham cô ơi Cô để ý mấy cái lần hộp mặt liên hoan dịp 8 tháng 3 rồi 20 tháng 10 hả? Tôi cũng nước lọc, nước ngọt mà cũng thôi. Bởi rứa, bà không nhậu được thì có hiểu cho cái thú vui uống bia của cánh đàn ông bọn tôi đâu. Ngồi cụng ly với nhau, nói chuyện là trên trời dưới biển này nọ cũng thư giãn đầu óc lắm chứ bộ. Thôi thôi, toàn bao biện cho cái tật ham nhậu của ông. Mày... Nói qua nói lại nãy giờ á, cũng tại chị Sáu chưa hiểu cho cái thú vui của anh hả anh Sáu? Thì rứa đó, nhiều lúc đi nhậu về á, bà càng nhận miết làm tôi đau cả đầu luôn đó cô Tám ơi. Rồi ông coi, đến lúc mà tôi không thèm nói nữa là thôi lung đó nghe. Mà nãy giờ á, anh Sáu cứ nói mấy cái hay ho của chuyện tụ tập ăn nhậu. Rồi trừ tôi hỏi anh nè, à. còn mấy cái chuyện mà trời ơi đất hỡi sau cái cuộc nhậu thì răng anh. Nhậu quá chán là lỡ xỉn á Thì kêu xe trở về nhà ngủ thôi Chứ ăn nữa ừ, Nhậu xỉn rồi ngủ hả anh à. Đơn giản rứa Thì mấy ai còn lên án cái chuyện ăn nhậu nữa chứ Nè tôi nói thiệt nè Tôi liệt kê sơ sơ cho anh nghe Mấy cái số liệu mà Hắn có liên quan tới tệ nạn nhậu nhạt nè Đây á, là cái nguyên nhân Gây nguy cơ tàn tật và tử vong hàng đầu đó nghe. Rồi rượu bia cũng được điểm mặt là nguyên nhân gây ra 30% số vụ gây rối trật tự xã hội Và 35% các vụ bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay đó anh nghe hey, Cô tìm mấy cái số liệu nó ở mô đó Thì báo chí thông tin rứa đó anh Chứ không phải tôi tự bị ra nói mô Đây là cái số liệu nghiên cứu của Bộ Y tế công bố năm ngoái hận hoi đó anh nghe Họ nghiên cứu thống kê sơ bộ rứa thôi cô ơi Chứ thực tế có khi con số còn tăng cao hơn nữa đó Khi mà quán nhậu mọc lên khắp nơi Từ quán vỉa hè đến nhà hàng sang trọng Mức giá mua cũng có Thử hỏi kiểu chi mấy ông không nhậu được chứ Hèn chi Họ nghiên cứu đánh giá nước Việt Nam mình á, Xếp hạng thứ hai ở cái khu vực Đông Nam Á và thứ ba ở khu vực châu Á về cái mức độ tiêu thụ bình quân rượu bia trên mỗi người. Năm 2008 là nước mình xếp thứ 8 ở châu Á mà sau 15 năm là năm 2023 đây nè thì mình vượt lên xếp thứ 3 rồi đó nghe. Công nhận dân mình á, uống rượu bia cũng khủng quá luôn á anh sáu nghe. thì cũng có phần của ông sáu với mấy ông bạn của ổng góp vô thành tích ni đó cô. Nhậu bất kể mưa nắng, có hàng trăm lý do để nhậu thì à, tôi uống mấy đâu à, mà bà cứ lâu tôi ra cà khịa miết rồi mà nước mình à, tiêu thụ rượu bia nhiều thì cũng kích cầu hoạt động sản xuất buôn bán đóng góp cho ngân sách nhà nước đó chứ đó là anh mới chỉ thấy một mặt của cái chuyện à, sản xuất bia rượu thôi thì à, mấy ông ưa nhậu ông mô à, không bao biển kiểu nớ mấy nhà máy bia rượu họ ăn nên làm ra đóng thế cho nhà nước còn à, mấy ông ham nhậu bỏ bê làm ăn rồi còn đánh đập vợ con thì có tan nát cửa nhà luôn Thì ai biểu nhậu chi đến mức tan cửa nát nhà chứ Thì có phải nhậu một bữa mà về phá nhà phá cửa mình mua anh Cứ uống ngày này rồi tháng nọ rồi bia rượu nó ngấm vô người mình Nó thành con ma men nghiện ngập rồi mới xảy ra thảm cảnh rứa cho anh Mà đây nữa nè đợi chi về tới nhà mới gây lộn đánh đập Mấy ông bạn nhậu có khi còn gây gỗ đập nhau ngay tại bàn nhậu luôn á chứ. Lúc đào thì cũng ly vô vô. Thì khí thế lắm. Đến lúc là ngắm bia ngắm rượu rồi sinh sự, bạo lực. Thì có còn bạn bè anh em thâm tình chi nữa không chứ? Thì rứa đó chị. À, có lạ chi mô. Đó, báo chí cứ đưa mấy cái vụ đánh nhau, đâm chém sau cuộc nhậu. Đến mức gây án mạng luôn. Rứa mà mấy ông á ham nhậu có sợ chi. Nhậu thì cứ nhậu tới bến thôi chị. À, mà chị có nhớ cái vụ mà mấy ông say xỉn lái xe ô tô tông vô cái quán bánh mì ở góc đường à, Điện Biên Phủ Đà Nẵng mình hồi năm ngoái không? Nhớ cho cô, hồi nó báo đài cũng đưa tin nhiều mà. Vụ nó ông tài xế ông tông mấy người bị thương luôn á chứ. Bởi rứa, công an quyết liệt vô chuyện xử phạt, vi phạm nồng độ cồn là phải lắm. Làm chặt, làm nghiêm rứa. Riết một thời gian Năm này qua năm nọ Coi có chuyển được mấy ông đệ tử của Lưu Linh không Anh Sáu ý Tự nhiên quay ra hỏi tôi rứa Chuyện của xã hội to tác rứa Tôi biết mô mà gặp hay lắc đầu chứ Tôi là tôi chỉ quản được chuyện của bản thân mình thôi Ông quản kêu rằng Ông nói tôi nghe thử coi Thì không để nhậu vô rồi mà Đụng mấy cái chuyện trời ơi như hai chị em bà vừa kể lễ đó Chà coi bộ anh Sáu tự tin dữ nghe <laughs> thì nhậu á cho có chừng mực vui thôi không quá đà là được chứ chi ông á thì giỏi rồi nói được là làm được nghe <laughs> chứ bà thấy lâu nay á nhậu nhạc á mà tôi vẫn phụ bà buôn bán đàng hoàng chứ có bỏ bê công việc làm khổ vợ con không ông mà sống bê tha rứa mẹ con tôi còn dám bám trụ cái quán cà phê 600 trăm ni tới bây trừ không chị nói nghe căng rứa quá À, mà thôi, chị Sáu nói rứa thôi anh Chứ chị cũng thương anh Lo cho anh chỉ mới càm ràm Nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt của anh đó Tôi cũng biết đàn ông ra ngoài Có các mối quan hệ Thì cũng phải có tiệc tùng bia rượu với nhau Mà uống có chừng thôi Chứ nhiều người để mình bị lệ thuộc vô rượu bia nghiện ngập Đến mức biến mình thành con ma men Thì toi đời luôn em sao Thôi thôi, Tôi cũng sợ ma men lắm rồi bà ơi Biết sợ để mà tránh nữa chứ Phải không bà con Nhớ tránh xa tệ nạn rượu bia nghe bà con Bà con và các bạn vừa nghe xong Kỹ phẩm Ma Men Qua sự thể hiện của Lê Tam Trong vai cô Sáu Châm Lê Tuấn trong vai Cứu Sáu Châm Lê Sương trong vai cô Tám Ước Dẫn quyền Thu Hà Kỹ thuật âm thanh Lê Tuấn chương trình câu chuyện cuối tuần của đà nẵng radio đến đây là kết thúc bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau